Nguyễn Công Trình. Sau 11 năm trải qua nhiều cương vị, chức vụ cao tại công ty cũ, tháng 1 năm 2015, Nguyễn Công Trình chính thức gia nhập đại gia đình FPT. Tháng 12 năm 2017, anh Trình chuyển sang bộ phận ETG của FGP, một bộ phận chuyên về các lĩnh vực ô tô của tập đoàn FPT. Trên cương vị DM, phụ trách phát triển service CAD, CAE của FGP. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dày dặn, anh nhanh chóng đem lại những hợp đồng giá trị cho công ty. Nguyễn Văn Dũng đã có đóng góp rất lớn trong thành công của dự án IoT về nông nghiệp đầu tiên của FPT với khách hàng SB. Mở rộng offshore từ 0 member lên 20 member. Dự án sử dụng toàn bộ các công nghệ mới trên nền tảng iOS và Android, nhưng Dũng đã thể hiện sự xuất sắc vượt bậc khi tiếp thu công nghệ mới rất nhanh. Sau đó, Dũng tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng, đưa sản phẩm và dự án đã phát triển xuất hiện tại hội chợ nông nghiệp quốc tế ở Hokkaido. Bạn còn training trực tiếp về requirement cho offshore và đào tạo cho Breeze SE mới. Huỳnh Bá Duy vừa là DM, vừa là PM kiêm Technical Leader của dự án Kizuna, một dự án làm với khách hàng End User, tức là khách hàng không biết kỹ thuật. Tổng giá trị dự án lên đến 1 triệu USD. Làm việc cùng offshore của dự án là team FPT Cần Thơ còn non trẻ, anh Huỳnh Bá Duy đã hướng dẫn và hỗ trợ team rất nhiều về mặt kỹ thuật. Anh Duy cũng là người đã xây dựng phần core system cho hệ thống FGP hiện nay. Lê Lan Hương gia nhập FGP từ tháng 9 năm 2017 với vị trí BA. Nhưng với khả năng tiếng Nhật tốt và kinh nghiệm làm việc gần 10 năm với khách hàng Nhật, Lê Lan Hương đã hoàn thành xuất sắc công việc Breeze SE của dự án trị giá 2 triệu đô la Mỹ. Với tiền đề đó, Hương được khách hàng đánh giá cao và là nhân tố không thể thiếu trong chặng đường tiếp theo của dự án. Bên cạnh đó, bạn luôn tích cực tham gia các khóa học về design, quản lý dự án, soft skill. Đào Trần Huynh làm ở khách hàng Fujitsu, làm việc một cách suôn sẻ với khách hàng và team offshore, được khách hàng cũng như offshore team tin tưởng. Huynh còn hỗ trợ đào tạo các onsiteer khác, đồng thời hỗ trợ team offshore để cải thiện chất lượng và giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình chạy dự án. Nguyễn Quang Huy phụ trách chức năng core trong dự án đang làm và góp phần mang việc về offshore. Bên cạnh đó, Huy còn hỗ trợ đào tạo các onsiteer khác, hỗ trợ team offshore để cải thiện chất lượng và giải quyết các vấn đề, cải thiện tiếng Nhật để giảm các vấn đề về giao tiếp với khách hàng. Nguyễn Quốc Huy, sau khi bắt đầu làm việc độc lập từ quý 2, Huy trở thành leader của nhóm gồm 3 onsite khác và có thể kiểm soát quy trình làm việc chỉ sau một thời gian ngắn. Huy và các đồng đội của mình cũng đã đóng góp rất nhiều và tạo nhiều công cụ hữu ích cũng như cải thiện quá trình làm việc. Trong dự án với công nghệ AI, với khả năng tiếng Nhật và kiến thức kỹ thuật, Huy nhanh chóng nắm bắt các yêu cầu của khách hàng và hoàn thành vai trò điều phối viên của mình. Khách hàng rất tin tưởng vào Huy và đánh giá cao trong vai trò Breeze SE của FPT. Hơn 3 năm chiến đấu trong các trận đánh lớn của FGP với các khách hàng chiến lược như GFE, Nissan, từng trải qua các dự án lớn cùng với kinh nghiệm thực tế ở ngôn ngữ Java, JS, COBOL, Ngô Văn Khôi đang là key member ở khách hàng GFE. Trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng với năng lực kỹ thuật và kỹ năng quản lý tốt, Khôi vẫn đang làm rất tốt trong dự án được đánh giá là khó và quy mô lớn. Nguyễn Thị Thanh Mai, thành tích đánh là thắng, bằng quyết tâm kiên định đeo bám và nỗ lực hết sức không quản ngại ngày đêm. Mai luôn đẩy công việc từ không thể thành có thể và từ có thể thành hoàn thành. Các cơ hội kinh doanh do Mai follow đều giành chiến thắng đem dự án về công ty. Trong thời gian ngắn đã tự build up và trưởng thành kỹ năng cứng trong nghề Data Analytics, ngôn ngữ A, Python, các tool phân tích dữ liệu, quy trình Analytics, v.v. Đồng thời trưởng thành kỹ năng mềm về Reporting, Presentation cũng như quản lý team. Nguyễn Thanh Phong gia nhập FGP từ tháng 3 năm 2018. Trong vòng chưa đầy 1 năm, Nguyễn Thanh Phong đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của đội ngũ ERP. Phong là một trong những DM bận rộn nhất FGP khi phải follow hơn 20 khách hàng hàng tuần. Phong có một kỹ năng làm việc nhóm tuyệt vời, vừa hài hước vừa thông minh trong tất cả mọi việc. Tràn đầy năng lượng tích cực, sự đam mê, hăng say trong công việc của anh khiến tất cả mọi người xung quanh đều rất muốn có cơ hội làm việc và tiếp xúc với anh. Là leader của team ASA, Trần Ngọc Quỳnh đóng vai trò như một CISO. Quỳnh cùng khách hàng điều tra để làm rõ yêu cầu về ERP framework. Vì có kinh nghiệm phát triển và tư vấn hệ thống ERP, Quỳnh có rất nhiều đóng góp từ business đến hệ thống. Ban đầu không biết tiếng Nhật, nhưng anh học rất chăm chỉ và giờ đây anh có thể giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Phạm Ngọc Sơn mới gia nhập FPT Hàn Quốc từ tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng thích nghi với văn hóa làm việc của FPT. Sơn có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, hiểu ý tưởng của khách hàng rất nhanh. Trong tất cả các dự án mà Sơn phụ trách, anh luôn nhận được những phản hồi tích cực về sự đóng góp của mình. Anh cũng giúp team offshore giải quyết nhiều vấn đề khi làm việc với khách hàng. Nguyễn Hữu Thắng là DM phụ trách khách hàng Konica. Trong năm qua, anh phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng với năng lực và kinh nghiệm dày dặn, anh đã vượt qua nhiều dự án khó.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 tháng 9 năm 2018, anh là Bridge của dự án KMMP với 10 offshore, nhưng anh đồng thời cũng hỗ trợ dự án Network 16 offshore giải quyết nhiều vấn đề. Thắng nhận được sự tin tưởng của khách hàng và khách hàng hiện đang lên kế hoạch tăng quy mô dự án. Nguyễn Ngọc Phương Nguyên. Phương Nguyên có đóng góp to lớn trong việc tăng gấp đôi business so với năm trước. Nguyên luôn hỗ trợ offshore để hiểu yêu cầu của khách hàng, đồng thời hỗ trợ các Bridge SE khác để hoàn thành nhiệm vụ của FPT với kết quả tốt. Sau một năm làm việc với khách hàng, Nguyên đã rất hiểu về yêu cầu và nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Trần Ngọc Phương Mai. Thành tích 6 tỷ năm 2018, tăng trưởng 140% so với năm 2017, đưa Trần Ngọc Phương Mai lọt vào top 5 AM có tăng trưởng doanh thu cao nhất năm 2018. Quan trọng hơn nữa, với sự dẫn dắt của Mai, FPT đã bắt đầu làm việc với những công ty khác trong Top Pen Group. Khách hàng đã ký MOU với FPT về kế hoạch hợp tác trong tương lai lên đến 500 người vào năm 2021. Mai được những người xung quanh nhận xét là luôn tích cực học hỏi và không ngại vất vả, có mindset và tư duy tốt. Điều đó giúp Mai làm việc được với nhiều tiếp khách hàng khác nhau. Nhưng ít ai biết, Mai hiện đang là AM trẻ tuổi nhất trong FGP. Tạ Thị Huyền Trang. Nhận và tiếp khoảng 100 đoàn khách trong năm 2018, Trang luôn được đánh giá cao về kỹ năng chăm sóc khách hàng cẩn thận. Một số khách hàng luôn yêu cầu phải là Trang. Khách hàng Denso thậm chí còn yêu cầu Trang đến Nhật Bản trong một năm để hỗ trợ nhóm dự án. Trang luôn phát triển bản thân từ chỗ trình độ tiếng Nhật và kỹ năng rất thấp để có thể trò chuyện và trở thành thành viên chăm sóc khách hàng tốt nhất trong nhóm chỉ trong vòng một năm. Morisoko. Trong năm qua, Morisoko có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ các thủ tục pháp lý mua, giải quyết vấn đề trong thương vụ mua tòa nhà cho trường tiếng Nhật, hỗ trợ việc làm các thủ tục chuyển đổi phân tách pháp nhân. Bên cạnh đó, Morisoko còn có thành tích cao trong việc học và lấy được chứng chỉ về audit nội bộ, thành tích về việc kiện toàn hệ thống mẫu hợp đồng để đối ứng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức, hỗ trợ tiến hành hoạt động fix gap cho các vấn đề được bên kiểm toán nêu ra. Nakagawa Kanako là nhân viên mới, vừa tốt nghiệp đại học lại không có chuyên môn về marketing, nhưng Nakagawa Kanako đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. Hơn 20 event lớn nhỏ của marketing tổ chức trong năm đều có sự đóng góp to lớn của em trong công tác chuẩn bị và vận hành. Không có nền tảng IT, gặp nhiều khó khăn để đọc hiểu các tài liệu IT, em đã tự học để lấy được chứng chỉ IT Passport. Event cần design nhiều tài liệu, em đã tự tìm tòi cách sử dụng Illustrator, tự đọc sách dạy design để support cho các designer khi công việc bị overload. Bạch Thị Thúy. Xuất phát điểm là sinh viên khoa sư phạm toán, mới tốt nghiệp đại học, chỉ sau hơn 6 tháng vào team, với khả năng coding xử lý data cực nhanh và chính xác, cộng với tư duy logic chặt chẽ, luôn tìm cách chủ động giải quyết vấn đề, Bạch Thị Thúy đã trở thành một key member. Chăm chỉ, có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt công việc được giao đúng commit, tham gia và đóng góp tích cực vào các seminar hàng tuần về data science và data analytics. Với các đức tính và sự nỗ lực không ngừng, Thúy nhất định sẽ còn tiến xa trên con đường trở thành một data analyst xuất sắc. Trần Hoàng Giang là người xây dựng nghề làm blockchain cho FGP và Epsop, là cha đẻ và product owner, kiến trúc sư trưởng của sản phẩm platform Arcachain đầy tiềm năng, pre-sale, tư vấn, đem lại các dự án blockchain cho Epsop, đồng thời góp sức vào thực hiện các dự án này. Trưởng thành từ kỹ thuật nhưng Trần Hoàng Giang tiếp tục build up các kỹ năng về quản lý kinh doanh, không quản ngại khó khăn trong công việc, đâu khó là có Trần Hoàng Giang. Nguyễn Thị Huệ thực hiện tốt vai trò QAM trong năm 2018, giúp ban lãnh đạo công ty không phải đi xin lỗi khách hàng lần nào. Huệ tổ chức monitor, ping push các DM, cập nhật thông tin thông suất cho các đơn vị tại offshore. Bên cạnh đó, Huệ còn tự xung phong làm DM và billable 50% tại khách hàng CEC trong năm 2018. Phan Bất Nhị. Phan Bất Nhị là member mới toanh của cả FITS lẫn FGP, sinh năm 1996. Bạn có những đóng góp to lớn trong dự án đầu tiên của mình ở FGP, dự án Kensuke. Nhị, một trong hai nhân viên on-site của FPT được vinh danh là những nhân viên xuất sắc nhất Panasonic trong S1 vừa rồi. Hiện Nhị đã là Bridge SE đầu tiên cho dự án lớn nhất của Automotive trong năm 2019 này. Dự án dự kiến lên đến 7 triệu đô la Mỹ. Lâm Hoàng Sơn. Trong năm 2018, anh Lâm Hoàng Sơn đã tạo ra bước đột phá cho mảng truyền thông nội bộ của FGP và xây dựng hình ảnh FPT Japan trên Facebook, lăn xả trên các chặng đường phát triển, các hoạt động của công ty không quản ngại ngày nghỉ, ngoài giờ. Từ khi có anh Sơn, hoạt động truyền thông nội bộ trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết. Mỗi ngày đều đặn có từ 2 đến 4 tin tức phủ sóng trên các kênh nội bộ của FGP, Epsop và FPT, giúp gắn kết anh em FGP trên khắp mọi miền.